Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng trụ trì Tịnh Xá Trung Tâm, kính bạch quý đại đức tăng, kính thưa toàn thể Phật tử, hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2018 và sư cô đến đây giảng một cái thời pháp ngắn. Thì sư cô có đọc cái câu hỏi mà Phật tử đưa lên đây, thì cái câu hỏi này nó lại là có trùng với cái bài giảng ngày hôm nay của sư cô. Thành ra sư cô đọc câu hỏi này trước rồi quý vị nghe thôi, rồi trong lúc mà sư cô giảng á thì chính cái bài pháp hôm nay đó là cũng góp phần để trả lời cái câu hỏi này. Dạ, sư cô đọc cái câu hỏi này. Thưa sư cô, con là một Phật tử đã quy y Tam Bảo và có học Phật pháp đôi chút. Con có tật xấu là khi con không thích hay không hài lòng ai điều gì thì con thường hay nói nặng lời, gần như mạt sát người ta. Sau một thời gian con nghe sư cô giảng vi diệu pháp, con đã nhận ra sự sai trái của mình và đã sửa chữa lại tâm tánh của mình nhiều. Trong thời gian này con có cho mượn tiền và bị người ta giật hết tiền. Con gặp khó khăn về tài chánh, nhiều khi con ao ước được giảng sanh cho rồi. Thế rồi con gặp một người quen, người ấy nói khi mình gặp cái xấu là mình đã có làm sai trái. Bây giờ mình phải sám hối, đọc kinh lại Phật, làm phước thiện thì cái xấu sẽ qua, mọi sự sẽ tốt đẹp hơn. Theo người đó thì mình luôn đọc kinh lại Phật, sám hối và làm phước thiện thì sẽ tai qua nạn khỏi. Người đó nói là đã chỉ người người và đã đạt được kết quả tốt. Con biết người đó nói thật, con xin hỏi điều này có đúng hay không, xin sư cô chỉ dạy. Thì muốn biết đúng hay không và cái cách hướng dẫn này đó là đầy đủ hay chưa, hay còn phải thêm một chút gì nữa. Thì quý vị nghe cái bài pháp ngày hôm nay thì cũng là cái bài mà để giải đáp cái câu hỏi này. Hôm nay sư cô giảng cái bài pháp mà có tựa đề đó là ba con cá nghiệp. Này cũng phải cá vàng, cũng phải cá trăm cỏ, cũng phải là con cá gì hết, mà là ba con cá nghiệp. Đây là một cái câu chuyện ngụ ngôn thôi. Thì câu chuyện này kể thế này, là có một cái người đánh cá đó, lưới bắt được ba con cá mới bỏ vô trong cái khoang thuyền của mình. Thì khi bỏ vào trong cái khoang thuyền của mình đó, thì cái con cá thứ nhất nó suy nghĩ vậy: bây giờ mình bị bắt, bị vớt lên khỏi cái biển rồi, mà ta bỏ vô cái khoang thuyền này đó thì trước sau cũng chết, trước sau người ta cũng làm thịt mình ăn. Bây giờ có ngọ nguậy cũng chết, có khóc cũng chết, có phản đối cũng chết. Thôi chỉ bằng cứ nằm yên đó, rồi chừng nào nó chết thì nó chết. Đó là con cá thứ nhất nó suy nghĩ vậy. Tại sao con cá thứ nhất nó suy nghĩ vậy? Bởi vì nó nghĩ rằng là bây giờ vô chỗ chết rồi, quậy cách nào cũng chết. Con cá này nó nghĩ rằng số phận đã an bài rồi, bây giờ không có cải mệnh được, không có cải số được, số nó định đặt làm sao phải theo vậy. Một chút nữa chúng ta sẽ coi coi con cá này nó nghĩ cái gì, nó biết cái gì mà nó nói vậy. Nó nói là số phận của nó đã an bài rồi, cho nên thôi cứ nằm đó chờ chết, yên ổn mà chờ chết, không có vấn đề gì hết. Cái con cá thứ hai đó nó mới nói vậy, nó cũng bị bắt luôn lượt như con cá một vậy đó. Con cá hai này nó suy nghĩ vậy, thật là vô lý á. Mình đang bơi lội thảnh thơi ở dưới cái dòng sông tươi mát này nè, giờ tự nhiên là dính vô cái lưới rồi lên nằm trong cái khoang thuyền này, nhất định sẽ chết. Làm sao chấp nhận được một cái chết dễ dàng như vậy? Cho nên nó suy nghĩ là phải thoát thân. Và vì vậy á, còn bao nhiêu nước mà nó, thì quý vị biết là trong cái khoang thuyền đó là nước nó rất rất là ít, để cho đủ ướt cái mình con cá thôi, chứ đâu có phải là nó bỏ trong cái lu đâu mà nhiều nước. Thì con cá này nó nói là khi nào mà mình còn cái hơi thở đó,
là mình phải, còn phải cố gắng mình vượt qua. Mình cố gắng làm sao mà mình dấy lên cái, mình phóng một cái là coi mình ra khỏi cái khoang thiền, là như vậy là mình trở về cái con sông thân yêu của mình. Cho nên nó cứ dùng dậy. Và khi nó dùng dậy như vậy thì nó cứ nhảy ra khỏi cái khoang, thì người ta bắt nó trở vô. Rồi nó nhảy ra cái khoang thì người ta bắt nó trở vô. Bởi vì cái sức dùng của nó chỉ là ra khỏi cái khoang đó thôi, chứ nó không có thể nào mà nó ra khỏi cái ghe lớn đó để mà rớt xuống sông hết. Thì cuối cùng ta thấy cái con cá này nó lì lộn quá, cho nên đập cái bóp thảy vô cái khoang xong. Tới con cá thứ ba nó mới là suy gẫm thế này: bây giờ chẳng lẽ là nằm im mà chết, mà bây giờ đó là dùng dậy như cái con cá này đó thì cũng chết. Cho nên nó mới nói rằng là không thể nào chấp nhận số phận, nhưng mà cải số một cách nóng nảy, và nó gọi là đối nghịch như vậy đó, thì chỉ là chỉ mau chết sớm mà thôi. Cho nên nó nằm nó suy nghĩ, nó thấy là cái ghe đi như vậy thì lắc lư, có khi qua tới những cái vùng nước và những chỗ đó, thì con sâu không, cái ghe nó chồng chèn vậy. Thì nó mới nằm đó, nó mới xem xét, rồi nó cảm nhận được tất cả mọi thứ. Khi cái ghe mà nó chao mạnh một cái thì con cá này nó nghiêng mình, nó phóng để nó rớt, nó trở về với cái dòng sông. Vì vậy con cá thứ nhất nó nói rằng số phận đã an bài. Con cá thứ hai là không chấp nhận số phận đó an bài, mà mình phải tích cực để mà thay đổi cái số phận của mình. Con cá thứ ba nhận biết được hai điều này, nhưng mà khéo léo hơn. Như vậy con cá thứ nhất nhận ra gì? Nhận ra cái quả khi nó đã trổ sanh rồi không thay đổi được. Như vậy cái số phận ở đây đó là muốn nói đến cái quả nghiệp. Mình gieo cái nhân xuống, tức là gieo cái nghiệp là gieo cái nhân xuống. Khi nó trổ cái quả rồi đó thì nó không thay đổi được. Thì khi mà mình thấy cái nhân quả mà mình thấy chỉ có cái quả, mình không thấy cái nhân đó, thì mình chỉ thấy số phận nhưng mình không thấy cái khả năng của mình đó. Tu là chuyển nghiệp. Mình thấy không thấy cái khả năng của mình đó, là mình có thể ứng xử cái nghiệp này một cách tích cực được. Bây giờ con cá thứ hai nó thấy rõ là cái quả nghiệp của nó, là cái số phận của nó là bị người ta bắt là phải chết, phải bị ăn thịt. Bây giờ nó hết sức dùng dậy để nó ra, vì nó chống đối lại cái quả nghiệp đó. Mà nó chống đối mạnh mẽ quá là bởi vì nó tức giận, là bởi vì nó bị cùng quẫn. Và tại sao nó phải bị giam hãm đây, tại sao phải bị cầm tù đây, và tại sao phải chấp nhận cái chết. Và vì vậy đó nó dùng dậy cực kỳ mạnh, và nó nhất định rằng là nó phải thoát ra khỏi cái số phận cay đắng này. Và như vậy thì cái tâm của nó mà nó phản ứng để nó chống lại với cái số phận chính là cái quả của nó, thì nó đang gieo cái nhân mới. Cái nhân đó là cái nhân phản đối, cái nhân không chấp nhận cái số phận của mình. Nhưng mà gì đó, khi nó gieo xuống, nó gieo bằng một cái tâm đau khổ, một cái tâm bị bức bách, nó bị bức xúc quá nhiều, cho nên là nó có cái phản ứng của một cái tâm trạng bị bức xúc, bị giam hãm, cho nên là nó muốn bung mạnh ra. Thì chúng ta thấy khi mà chúng ta phản ứng lại mọi thứ, cũng giống như trong cái câu hỏi này, khi người ta giật tiền, người ta giật nợ mình hết, mình lâm vào cái hoàn cảnh mà gọi là hết sức là khó khăn về tài chính, thì muốn chết cho rồi. Thì thấy không? Muốn chết cho rồi. Bởi vì nó bị bức bách mà, và bây giờ không thể nào mà mình có thể làm một cái hành động gì đó để đòi tiền người ta lại, để mà giải quyết được những cái khó khăn này, thì chỉ có cái chết thôi. Nhưng quý vị thấy cái con cá này
trước khi chết và nó phải có một cái phản ứng như thế nào đó để nó thoát ra, thì nó đi bằng con đường chết. Cũng như người này khi phản ứng lại cái chuyện mà do mình tin người ta, do mình thương người ta khó khăn, mình muốn giúp người ta, bây giờ người ta lừa, người ta lấy hết toàn bộ rồi, thì chỉ có cái chết mà thôi. Thì như vậy cái tâm trạng đó là cái tâm trạng mà nó đau khổ, mà nó đưa đến cùng quẫn, mà nó đưa đến bức xúc, thì cái tâm đó chính là cái tâm sân. Và như vậy khi mà chúng ta giải quyết bằng vấn đề tâm sân thì chỉ đưa đến đau khổ chứ không bao giờ đưa đến thoát khổ. Cho nên con cá thứ hai nó phải chết. Bây giờ con cá thứ ba nó cũng biết cái số phận phải chết. Nó biết rằng nó không thể chấp nhận cái chết. Tức là khi cái quả bất hạnh này nó trổ xanh đó, thì giống như đó lúa mình gặt trong bồn. Bởi vì nghiệp á, là mình gieo cái nhân xuống, thì mình gieo cái hạt giống xuống thì nó phải trổ cái quả. Thì mình là cái người gieo cái hạt giống, thì bây giờ cái mùa thu hoạch cũng là mình, thì lúa nó phải vô bồn mình chứ vô ai vậy. Nhưng mà con cá này nó biết là lúa vô bồ tức là cái quả đã trổ xanh. Nhưng mà cái quả nó trổ xanh á, bây giờ mình có cách mình ứng xử với cái quả này. Bây giờ ăn cái lúa này, hay là bán cái lúa này, hay là cho cái lúa này, hay là để cho cái lúa này nó bị hoại diệt luôn, thì đó là cái cách xử lý của mình. Tùy cái hoàn cảnh mà mình xử lý. Thì cái con cá thứ ba này nó nghĩ rằng là bây giờ cái số phận là phải chết. Nhưng mà cứ mà thốc người lên rồi đó là dùng dậy rồi rớt xuống thì đau đớn. Phóng ra ngoài sàn người ta bắt người dục vô cũng đau đớn. Rồi làm nhiều lần vậy người ta bực bội cũng với cái tâm sân, thì người ta đập đầu cho chết. Thì nó đã thấy quá rõ rồi, thành ra nó phải nghĩ là mình có cái cách gì mà khôn khéo hơn không? Có cái cách gì mà mềm mại hơn không? À, để mình thoát ra thì nó phải có cái điều kiện, nó phải có cái thời cơ đó. Vậy vậy khi cái ghe mà nó nghiêng nó chao như thế này đó, thì nó biết rằng cái hướng ghe, cái chỗ nào nó chao thấp nhất đó, là cái chỗ đó là cái chỗ là nó sẽ sát với lại cái mặt nước của cái dòng sông. Thì lúc đó mình thoái mình ra, dùng lên thì thoái ra một cái là nó sẽ rớt xuống nước, bởi vì cái ghe nó đã nghiêng rồi. Như vậy con cá thứ ba này nó biết cái quả, và nó biết là bây giờ nó phải gieo xuống một cái cách thức nào, một cái hành động nào mà khôn khéo hơn thì nó sẽ thôi. Như vậy khi chúng ta đây nè, chúng ta sống ở trong một cái gia đình, trong một cái xã hội, trong tất cả những cái mối quan hệ của chúng ta, thì tất cả những cái mối quan hệ này đều là quan hệ của nhân quả. Mình là sinh ra đó làm con của cha mẹ mình đó, thì cha mẹ mình là cái quả của mình. Và ngược lại đó, mình cũng là cái quả của cha mẹ. Còn cái nhân thì nó đã gieo từ nhiều kiếp rồi, cho nên nó có cái duyên để mà nó đến với nhau. Cho nên cha mẹ với con cái đó là nó là có cái duyên đối với nhau, và nó là cái nhân quả đối với nhau thì nó mới có mặt. Thì vậy suốt cái cuộc đời của chúng ta đây đó, ngày nào chúng ta còn cha còn mẹ thì cái mối quan hệ nhân quả giữa cha mẹ và con cái vẫn còn. Và khi chúng ta lớn lên, chúng ta lập gia đình, thì cái người chồng là quả của người vợ, mà người vợ là quả của chồng. Rồi hai vợ chồng này có những đứa con, thì mỗi đứa con đều là quả của chồng vợ. Và các con này đó, cha mẹ là quả của mình. Cho nên là trong cái bài kinh mà gọi là tiểu kinh nghiệp phân biệt đó, mới hỏi là tại sao có người sanh ra trong một cái gia đình rất tốt, giàu có mà lại có đức độ nữa,
nuôi dạy con cái rất là khéo và hướng dẫn con cái đi con đường tốt đẹp. Còn tại sao có những người sinh ra mà trong cái gia đình mà cha mẹ rất là nghèo, thiếu ăn thiếu mặc, mà có khi làm những cái nghề mà rất là đáng sợ, ví dụ như cái nghề sát sinh, những cái nghề nấu rượu để bán, những cái nghề như là bài bạc, vân vân. Rồi là suốt ngày đó là trong cái gia đình đó là không có yên ổn, cái lộn cái lão nói những lời rất là khó nghe, và không có coi trọng cái chuyện học của con cái, cũng không có coi trọng cái chuyện mà giữ gìn nhân cách, sống sao cũng được, miễn có tiền, miễn có hưởng là được rồi. Thì tại sao là có người sinh ra trong cái gia đình như vậy? Tại sao có người này thành hoa hậu mà có người đó thì là nó cắt canh, nó không có đầy đủ? Tại sao vậy? Thì tất cả cái đó thì Đức Phật nói là do mình gieo cái gì thì mình gặt cái đó. Thì thấy chưa? Thí dụ như những người ăn mặn thì ta thấy bình thường, có một số ít người sẽ nhận ra, nhưng mà những người ăn chay người ta nhìn rất rõ. Ví dụ như buổi sáng mà sáng sớm mà nói chừng 5 giờ là sáng ha, mà quý vị thấy người ta chở những cái con heo mà nó rọc ra làm đôi rồi, rồi nó buộc ngang cái đuôi xe Honda đằng sau, nó thòng hai cái chân xuống như vậy đó, mà máu nó còn nhiễu nhiễu vậy đó, thì quý vị nhìn thấy là kinh hồn đó. Hoặc là người ta chở gà vịt sống đi đó, nó thòng cái đầu xuống, người ta cột hai cái chân, người ta treo lên, là thấy kinh khủng, thấy sợ dữ lắm. Nhưng lúc mà ta làm ta không có sợ. Người ta cho rằng người ta giết cái con heo này, giết cái con dê này, giết cái con bò này, người ta chở đi như vậy và người ta cắt ra từng phần, người ta bán để cái sạp, cắt ra từng phần để bán là bình thường. Quý vị đi ngang những cái chợ người ta bán chó đó, thì nó còn để cái đầu chó lên thế này, rồi chó thui rồi cắt ra từng miếng từng phần để bán, đầu heo để bên đây, lòng gan đũa cắt miếng lấy mỡ chài để lên, rồi bốn cái chân nó cũng nằm trong đó. Khi ăn mặn không thấy, khi mình ăn chay lâu rồi đó mình thấy sợ. Và những ai làm công việc này thì cái nhân quả trổ sanh đó, mình đã làm những gì cho những chúng sanh như heo, như gà, như vịt, như bò, như dê, như chó, thì có một ngày đó mình sẽ là nạn nhân nằm trong cái vị trí đó. Để mình học một cái bài học là giết chết những cái chúng sinh đó, nó có đau khổ không? Nó có đau đớn không? Bây giờ mình thấy mà mình thấy nó không phải con người, nhưng lục căn nó có đầy đủ, mắt tai mũi lưỡi thân ý nó có hết. Và khi nó đau đớn nó biết thét lên, khi nó cùng khổ nó biết chảy nước mắt. Người ta có một kể một cái chuyện thật về một cái người tử tù. Thì thông thường đó ở nước ngoài đó, khi một người mà bị án tử đó là người ta không có đem ra pháp trường ngay, mà thường người ta để trong cái chỗ mà giam cầm những người tử tù đó là có khi tới 10 năm. Tại sao để lâu vậy? Người ta để người ta chờ đợi xem trong cái khoảng thời gian đó có một cái thông tin gì mới, có một cái manh mối gì không, để mà có thể cứu cái người này ra khỏi cái án tử. Thì trong cái thời gian chờ đợi đó, mà nếu giam cầm những người tử tội rồi hoài đó, họ bị đút xúc, có khi họ tự giận và chết, hoặc họ phát cuồng lên, cho nên người ta mới cho ra ngoài để làm việc. Thì trong cái khu vực mà cái trại giam những người tử tù đó, thì người ta có nuôi bò, rồi người ta mới làm thịt bò để mà cung cấp cho các cái trại giam, chứ không phải riêng cái trại giam này. Thì người ta mới cho những người tử tù này đó là chọn cái công việc để làm trong cái lò mổ đó. Thì có một cái người này nè, cái khi mà còn nhỏ đó thì đã sốt,
có cái tánh khí là nóng nảy dữ dằn, cho nên là phạm vào cái việc giết người đó không có lúng tay. Thành ra khi mà vào trong cái trại tù đó biết là mình chết rồi, án tù vậy là không ra khỏi rồi. Và người này nghĩ rằng là khi mình ra mình làm đủ thứ nó mệt lắm. Bây giờ cái công việc là ngày hôm nay nó giết 50 cái con bò, thì cái động tác của người này đó là khi con bò nó đi ngang qua cái phòng này thì người này mới núp bên trong nhìn thấy nó thôi, thì nó mới bắn, bắn nó chết rồi thôi, rồi nghỉ không có làm gì hết. Thì nó hợp với cái tánh của mình thì người này mới chọn cái động tác đó. Thì người này thấy rằng đó là coi như là mấy tháng trời mình giết như thế đó thì nó giống nhau ở chỗ này, là những cái con vật nó đi ngang qua cái phòng tử thần đó thì nó tự nhiên nó phát quản lên, nó sợ. Và khi nó sợ như vậy đó thì nó là coi như nó dùng dậy, nó lắc lư, nó đủ cả mọi thứ đó. Thì cái người này bắn một phát nó kinh hoàng lên, thì phải bắn một phát nữa, có khi ba phát thì cái con vật này mới chết. Nhưng một hôm đó có một con bò nó đi vào, nó đi vào cái phòng đó nó không có sợ hãi gì hết, mà nó cứ đi bình thường, nó đi tới. Xong rồi không biết cái gì dẫn dắt nó mà nó nhìn vào cái ông này, nhìn vào, mà nó cứ nhìn, nó nhìn như vậy. Rồi nó từ từ đó mà nó chớp mắt thì cái dòng nước mắt ở phía bên này nó chảy xuống. Rồi nó nhìn nữa thì cái dòng nước mắt bên này chảy xuống. Thì cái người này kinh khủng quá, là tại vì tất cả những cái con vật mà từ mấy tháng nay mình giết đó, là đi vào nó đều sợ hãi hết. Riêng cái con này nó không sợ hãi, mà nó nhìn về cái người giết nó, và nó từ từ nó chảy nó mất ra. Thì cái người này đó là mới quăng liền cái cây súng vào trong bách và đi ra. Mới nói rằng là bây giờ chấp nhận tất cả mọi hình phạt để mà nói lên là dứt khoát con bò này không được giết nó. Và người này đó muốn mua cái con bò này, giờ không có tiền nhưng mà vẫn muốn mua cái con bò này, và trước nhất đó, dùng cái thân mạng mình để bảo vệ cái sự sống cho con bò này. Và ông nói là từ nay trở đi làm việc gì cũng được đó, trừ cái việc giết con bò này. Và kể từ đó không ăn thịt bất cứ một con vật nào cả. Thì chúng ta thấy đó, tất cả những cái hành vi mà chúng ta đem lại cái đau khổ, cái thương tổn cho những cái chúng sinh khác, đưa người ta vào cái đường cung người ta phải chết như vậy, mà mình đây đó lấy cái chuyện đó làm lợi nhuận, lấy cái chuyện hưởng thụ đó làm một cái sự quan hệ, thấy không? Ăn bánh canh giò heo, bún quế giò heo, mình có nghĩ bao giờ cái chân đó mà cái chân của mình nó bị nấu vậy mình tính sao? Mình phải bị giết thì tính sao? Còn hai ba con cọp nó tới đây nó nói á, thịt trẻ cũng béo mà thịt già cũng béo, đâu có ăn nhầm gì đâu, cho nên là nó phải ăn thịt thôi. Khi nào chúng ta ở trong cái hoàn cảnh ngược lại thì chúng ta biết đó là cái quả. Khi chúng ta hành xử gieo cái đau khổ cho người khác, đó là cái gieo cái nhân. Và khi mình gặt cái quả thì có nghĩa là khi mình gieo rắc xuống đó mà cái chúng sanh nào là nạn nhân thì cái quả là khi mình trở thành nạn nhân y như vậy. Còn khi chúng ta gieo cái nhân thiện đó, là chúng ta đem đến cái niềm vui, cái sự sống, cái phơi phới dương lên cho người khác, thì khi cái quả này trổ sanh chúng ta cũng được y như vậy. Như vậy gieo nhân nào thì gặt cái quả đó, không có thể nói khác hơn. Bây giờ chúng ta nghe cái chuyện ba con cá này thì chúng ta nghĩ đến cái nhân mà chúng ta gieo xuống. Thì trong nhà Phật nói rằng cái nhân gieo xuống là chúng ta tạo nghiệp. Và khi chúng ta tạo cái nghiệp như vậy đó thì cái hành vi mà lặp đi lặp lại đó, nó hình thành cái thói quen trong cái đời sống chúng ta. Thì cái thói quen đó chính là nghiệp, cái thói quen trong suy nghĩ,
cái thói quen trong cái nói năng, cái thói quen trong cái hành động, cái thói quen trong ứng xử, thì cái đó là cái nghiệp. Ví dụ như trong cái câu hỏi này cô nói thế này, là thường nhận ra mình có cái tánh xấu đó, là khi ai làm cái gì mình không vừa ý, còn bất mãn cái điều gì đó, mình hay nói những cái lời rất là nặng nề. Thì cái đó trong cái suy nghĩ của mình là tức tối, trong cái lời nói của mình là mạt sát, là nặng nề. Thì chúng ta thử hỏi nè, chúng ta đang làm cái gì đó? Thì cái câu trả lời là nói là chúng ta đang tạo nghiệp. Mà cái nghiệp này là nghiệp thiện hay bất thiện là chúng ta thấy rồi. Bởi vì chúng ta tạo nghiệp bằng cái tâm sân. Cho nên do mình có cái tánh đa sân, tức là cái người có tánh nóng nảy, cái người có tánh hay sân giận, vì vậy mà khi mà đụng vô lĩnh vực, cho nên là khi mà chạm phải mình không có vừa ý thì cái sân của mình nó nổi lên rất là nhanh. Và như vậy mình dùng cái kho tàng của cái tâm sân này đó, là những cái từ ngữ rất là khó nghe, những cái từ ngữ người ta gọi là ngoài tự điển, trong tự điển không dám viết ra, nhưng mình dám dùng là bởi vì nó là sản phẩm của cái tâm sân. Và như vậy nó gieo cái đau khổ cho cái người phải tiếp nhận nó. Và khi người ta gieo đau khổ cho người tiếp nhận đó, thì người ta cũng chịu đựng không được, người ta cũng bị bức xúc, và người ta sẽ ăn miếng trả miếng. Cho nên thường thường quý vị thấy nè, ở trong nhà mà bực bội mà người này nói nặng người kia đó, thì những người kia cũng không nhịn, cũng nói nặng trở lại, vậy theo. Bởi vì cái người A này khi mà bực tức cái người B này đó, thì cái bực tức này là cái tâm sân, cái tâm nóng nảy của mình khởi sanh lên, thì mình đáp trả là người ta nói tầm bậy tầm bạ, hoặc người ta vu cáo mình, hoặc người ta nói quá nặng mình, thì mình cũng đánh trở lại. Đánh trở lại bên đây nó đau quá, nó chịu không nổi, nó cũng đánh trở lại. Thì chúng ta thấy nè, đầu tiên cái người A đây, đây là cái người B này đó là kích thích cái người A này. Rồi cái người A này đó tức giận mà cũng là nói nặng lại cái người này. Vì thấy không, cái đầu tiên cái người B này nè gieo cái nhân cho người A, đúng không? Thì cái người A này gieo trở lại, hai bên cứ gieo qua gieo lại, thành ra hai bên nó mới là nhìn mặt nhau không ưa, có xung đột hoài, có cái rắc rối với nhau hoài, có cái không thông cảm với nhau hoài, thì nó hình thành một cái mối dây quan hệ mà người ta gọi đó là cái mối dây của cái oan trang. Bởi vì cả hai đó đều gieo xuống bằng cái tâm bất thiện của mình, không phải là cái tâm thiện, mà cả hai cứ tiếp tục gieo rắc như vậy thì nó thành ra cái mối dây quan trang. Rồi bây giờ không phải hai người nữa, mà nó mở rộng ra nữa. Nó mở rộng ra là coi như là đối xử với tất cả mọi người xung quanh, cũng hành xử bằng một cái thái độ mà gây sự bất an cho người khác, gây cái sự thương tổn cho người khác, thì đó là cái nhân quả. Vì thế người ta cũng đâu có đồng ý với mình vậy, người ta đâu có tha thứ cho mình như vậy. Và như vậy trong cái đời sống này, chúng ta tiếp nhận tất cả những gì xảy đến với chúng ta, tốt cũng như xấu. Tốt là quả thiện của mình, mà xấu là quả bất thiện của mình. Cũng giống như cái người này đó, được giải thích rằng đó, là khi mà mình bị người ta giật tiền mình, người ta lừa đảo mình, thì chắc chắn mình có cái sai trái. Mình không thể sai trái trong đời này, mà từ trong vô lượng kiếp đó, mình có làm cái điều sai trái. Cái điều sai trái đó là cái gì? Đó là tất cả những gì mà ngày hôm nay cái người khác đối xử sai trái với mình, chính mình có làm y như vậy trong tiền kiếp, chứ không phải trong kiếp này. Bởi vì cái nhân mình gieo xuống đó, nó có thể trổ sanh trong kiếp này. Cái nhân mình gieo xuống đó, có thể nó trổ sanh là cái kiếp kế, gọi là cái hậu kiếp đó, tức là mình chết rồi, khi mình tái sanh thì nó mới trổ sanh. Nó có cái trường hợp nữa là năm cái tâm động tốc ở chính giữa, là nó
khi nó tạo tác như vậy, nó trổ sanh bất cứ khi nào mà mình còn cái luân hồi thì nó trổ ra. Ngay cả một cái vị Phật mà còn cái nhục thân ở thế gian này, quả vẫn trổ. À, trong cái đạo tràng này sư cô có nhiều lần nó nói cho quý vị thấy rằng, ví dụ như mình nói Đức Thế Tôn là một đấng toàn giác, thì ngài là như một cái ánh mặt trời đó, nó sáng rỡ cái giới định tuệ mà. Như vậy mà tại sao đó ngài có một cái người anh em, người em đó, trong cái hoàng tộc người này là em, trong cái đời tu người này là đệ tử, mà đệ tử giỏi nữa chứ, đặt ngũ thiền rồi đặt thần thông nữa, mà đây là cùng chung một cái họ hàng với nhau, rồi là đệ tử, mà đệ tử giỏi nữa, mà lại là giết ông hạng. Vì thế nó trổ sanh không? Chứ đâu phải một vị Phật rồi mà hết trổ sanh. Rồi trong cái 45 năm mà đi hoằng quá đó, là cũng có khi là Đức Phật cũng đâu có được cái thức ăn tốt đâu, mà phải ăn thóc của ngựa. Có khi cần uống nước thì cũng không có cái nước sạch. Cho nên ngài A Nan bị trách ở chỗ là Đức Phật nói Đức Phật khát nước, nhưng mà ngài A Nan thấy cái nước dũng á, không dám bước dân lên cho Đức Phật. Thì như vậy đó, là cái quả nó trổ sanh là bất kỳ lúc nào khi chúng ta còn luân hồi. Chúng ta hiểu như vậy để làm gì? Để chúng ta nói rằng là tất cả những cái quả mà chúng ta gặp ngày hôm nay, chúng ta có cha mẹ tốt, có anh chị em tốt, có người hôn phối tốt, có con cái tốt, thì cái này là chúng ta nhiều đời nhiều kiếp. Thứ nhất là chúng ta hiếu hạnh với cha mẹ. Cái thứ hai là chúng ta nuôi dạy con cái, chúng ta xứng đáng là bậc làm cha, xứng đáng là bậc làm mẹ. Chúng ta đối xử với anh chị em, chúng ta xứng đáng là một cái thành viên mà có cốt nhục với nhau. Và chúng ta đối xử với mọi người đó bằng cái tấm chân tình của chúng ta, bằng tất cả những gì mà tốt đẹp chúng ta có thể trải ra được thì chúng ta trải. Thì ngày hôm nay cái phước báo trổ sanh đó, nó sẽ quy tập về, và như vậy chúng ta được sanh trong một cái gia đình coi như là đầy đủ về vật chất cũng như về tinh thần. Chúng ta có người hôn phối thủy chung với chúng ta, săn sóc thương yêu mình. Chúng ta có con cái hiếu hạnh với mình, không phải ông trời cho. Mà do đó trong cái nhiều kiếp đó, chúng ta đã đóng cái vai trò nào thì chúng ta tốt đẹp cái vai trò đó. Chúng ta đóng vai trò con cái thì chúng ta hiếu hạnh. Chúng ta đóng cái vai trò làm cha làm mẹ thì chúng ta tròn cái thiên chức làm cha làm mẹ của mình. Chúng ta đóng vai trò là anh em thì chúng ta đó là huynh đệ với nhau, chúng ta cư xử rất là tình nghĩa với nhau. Và chúng ta đó quan hệ với tất cả mọi người, chúng ta cũng trọng nghĩa khinh tài, chúng ta là con người trung hậu, thì ngày hôm nay những cái quả trổ sanh y như trong giấc mơ của mình vậy. Còn ngày hôm nay mà tất cả những cái đó nó chỉ có cái lúc đầu lúc sau không có, hoặc là gặp toàn là hoạn nạn nhiều hơn là những cái phước lành, thì chúng ta hiểu rằng chúng ta đã có sai nhiều lắm rồi. Và khi mình thấy sai thì mình phải làm sao? Phải sửa. Chứ mình sai mình không sửa đó thì ai nhận cái hậu quả cho mình? Thí dụ như bây giờ mình nấu chè mà con mắt mình nó không có rõ đó, rồi cái mình để hai hũ muối hũ đường nó trắng giống nhau, cái mình để cái hũ muối vô rồi thì cái nồi chè đó đâu có ăn được. Rồi bây giờ mình nấu cái nồi chè khác, mình cũng lấy muối mình bỏ vô nữa thì thôi đó là hết nói rồi. Một là con mắt mình nó có vấn đề, hai nữa là mình không có kỹ lưỡng cho nên cứ muối đổ vô hoài. Vậy tại sao chúng ta sống mà chúng ta đau khổ như vậy mà chúng ta lại không sửa đâu? Chúng ta làm mình khổ hơn. Khi người ta giật tiền mình, khi người ta lừa đảo mình muốn tự giận mình chết, là đã nấu chè bỏ muối rồi, bây giờ đó là đem luôn hai cái hũ muối chế vô nồi chè thứ hai, thì rõ ràng mình không đúng, phải vậy không?
Cho nên cái lời của cái người bạn nó hướng dẫn mới nói này, cái khi mình bị vậy là mình có sai rồi đó, có sai rồi thì sửa đổi đi, thì lạy Phật đi, thì sám hối đi, thì làm điều tốt đi, rồi tai qua nạn khỏi. Cái lời chỉ dẫn đó rất là đúng đắn. Là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nhớ con cá thứ ba nhé, nó không có ngồi đó nó đau khổ mà nó chấp nhận cái số phận của mình, nhưng mà nó đủ sáng suốt để nó suy nghĩ làm cách nào mà nó ứng xử tốt nhất. Và chúng ta nhớ rằng cha mẹ với con cái thì đó là nhân quả với nhau. Cha mẹ là quả con cái là quả của cha mẹ, chồng là quả của vợ, vợ là quả của chồng. Thấy rõ chưa? Và khi chúng ta gieo xuống cái nhân thì cái nhân này bắt buộc phải trổ quả. Và cái nhân này gieo xuống á, nó phải có những cái yếu tố hỗ trợ vô thì cái quả nó mới mau chóng trổ xanh. Và có khi như thế này, cái nhân nó gieo xuống nha, nó trổ cái quả. Rồi cái quả này là nó trở thành cái nhân nó gieo xuống để trổ cái quả nữa. Thì đây tôi vô nói nha, cái người này đó nó nói bậy chữ bậy mình thì nó gieo cái nhân, thì thấy rõ chưa? Và cái quả mà nó trổ ra cho mình thấy gặp đó là mình nghe những cái lời không có hay, nhưng mình nghe rồi mình tức quá, bộ mình không có miệng hay sao mà không dám nói lại, thành ra nó nói nặng mình một mà nói nặng nó mười. Thì như vậy đó, khi cái quả trổ xanh là mình phải nghe những cái lời nói rất là khó nghe đây, nhưng mà nó trở thành cái nhân tố kích thích làm cho mình á là phải tăng cái nhân này lên. À, cái quả mình nhận đó là do người ta gieo cái nhân mà nói những cái lời không hay, thì bây giờ mình phải tìm cái lời nói nào mà nó còn xấu ác hơn nữa để mình gieo xuống. Như vậy thấy không, cái người này gieo cái nhân xấu, người này gặp cái quả xấu, cái quả xấu này trở thành cái nhân để mà gieo xuống để trổ cái quả. Và như vậy họ cứ đi một cái dòng xoáy như thế để mà gây đau khổ cho mình. Thì bây giờ mình sửa đổi. Chứ lời khuyên của cái người bạn này, người ta đối xử xấu với mình, nhưng mà bạn đừng có đối xử xấu với người ta. Bây giờ mình không có thể làm tốt cho người ta thì mình làm tốt cho mình đi, thay vì mình nghĩ tới mình tiếc hoài, thay mình nghĩ tới mình tức hoài. Bây giờ mình nói là thôi mình sám hối, không biết nhiều đời nhiều kiếp con có giật tiền của ai không, con có lừa người ta không, thì thôi bây giờ con không biết cái chuyện này rồi thì con sám hối, con nguyện đời đời kiếp kiếp con không có dám làm những cái người này. Thì thôi bây giờ con lại sám hối, con mỗi đêm tụng kinh cho con được bình an. Bây giờ đó là con có thể làm tốt được cho ai thì con làm tốt để cho con đi con đường tốt hơn. Bởi vì cái sai mà nó nằm ở cái khúc này à, bây giờ tới đây mình không làm sai nữa thì cái điều tốt này, thì như vậy mình ra khỏi được cái quả xấu của mình. Cái lời chỉ của người đó là đúng đắn, vậy đây là đúng đắn. Nhưng mà trong cái đạo Phật đó, nó có còn có thêm nữa chứ không phải ngừng ở chỗ đó. À, ví dụ như chúng ta nhớ một cái câu chuyện, cái câu chuyện về một cái người phụ nữ, mà cái người này đó sau này đó là trở thành một cái vị mà đắc đạo quả, một cái vị Phật. Cái đó là cái câu chuyện về một cái người phụ nữ mà đi tìm một cái hạt cải để mà cứu con. Người này đó tên là Kisa Gotama. Cái người này đó là khi mà cái có gia đình sinh được một đứa con trai, thì đứa con trai này mới 1 tuổi đó thì nó bệnh nó chết. Thì chúng ta thấy đó, cái chết đó đem lại cái sự đau khổ cho cái người mẹ trẻ dữ lắm. Và cái người này không chấp nhận cái số phận là con mình chết quá trẻ, cho nên cái người này đó mới bồng cái đứa con của mình đó,
đi từ cái đầu xóm đến cuối xóm, đi từ làng này tới làng kia, ôm cái xác chết của con đó mà đi kiếm người để mà cứu con mình sống lại. Thì thấy cái phản ứng là không chấp nhận cái quả mà yểu mệnh của con mình. Thì có một người đó trông thấy cái người này mà khổ sở đau đớn, mà giác cái xác chết của đứa con trai 1 tuổi đi tìm thầy để cứu con mình thoát cái chết. Thì bà nói vậy: cô ơi, cô ở đây tinh xá đó, con Đức Phật, chỉ có cái người này đó mới có cái khả năng đó mà cứu cho con sống thôi, chứ còn ngoài ra không có ai đâu, đừng có tìm đi đâu xa đó, đến tinh xá đi. Thì cái người này nghe như vậy mừng quá, mới vác cái xác của con mình đến tinh xá, đặt cái đứa nhỏ nằm xuống, rồi mới quỳ lại đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn là cứu cho cái đứa nhỏ này được sống lại. Thì Đức Thế Tôn nói là được, với cái điều kiện đó là phải đi tới mỗi nhà, và nhà nào cũng được hết á, xin cho được một cái giúp hạt cải. Bây giờ đây Đức Thế Tôn sẽ cứu cho. Nhưng mà nhớ đó, đến cái nhà nào mà xin hạt cải đó, hỏi một câu gì: cho tôi xin hạt cải mà cho hỏi cái nhà này có ai chết không. Thì người này đi như vậy đó, từ đầu trên tới xóm dưới, từ làng này qua làng khác đó, thì hạt cải có mà nhà nào cũng có người chết. Thì cái hạt cải nó vô dụng, cho nên người này nó bồng xác con trở về tinh xa, quỳ lại Đức Thế Tôn mới nói là: hạt cải thì con xin được, nhưng mà cái hạt cải mà nơi cái nhà mà không có người nào chết đó thì cái đó không có. Thì Đức Thế Tôn nói như này, Đức Thế Tôn nói như này: này Kisa Gotama, không phải chỉ có một mình nhà ngươi bị mất con, đó là luật chung cho mọi sinh vật. Thần chết như một dòng nước lũ cuốn phăng giật đi và ném loài mọi loài vào biển hủy diệt, trong khi những chúng sinh sống chưa đủ thỏa thích. Mà chúng ta đang sống đây, nhưng mà đùng cái chết liền. Chúng ta đã chứng kiến nhiều lần rồi, ai cũng có chứng kiến cả. Và tất cả những này thì Đức Phật nói là quả của nghiệp. Mệnh yếu hay là thọ là do quả của nghiệp. Để chúng ta đoạn ngang cái mạng sống của những chúng sinh khác để chúng ta ăn thịt, ăn cướp giết người, đoạn cái mạng của người ta để cướp của người ta. Thì khi tay mình cầm gậy gọt đao kiếm làm thương tổn đến mạng sống của chúng sinh khác, nó phải chảy máu suốt ngày này qua ngày kia, đau đớn hoàn toàn cho đến khi chết, hoặc là chém là đâm chết liền. Thì tất cả những cái này khi nó trổ sanh thì cái mệnh phải yếu. Cũng như là bây giờ mình nói nha, theo cái thống kê của cái ngành sản khoa đó, thì Việt Nam mình đó, cái người phụ nữ phá thai đó là đứng đầu Đông Nam Á. Và phụ nữ phá thai đó là trong cái top 5 của toàn thế giới, là phụ nữ Việt Nam đứng ở trong tầm của hàng thế giới. Như vậy nghiệp này là nghiệp gì? Nó là nghiệp sát. Và mình đã giết một cái chúng sanh đó từ trong trước nước, và cái quả này nó phải trổ sanh không? Nó có làm thế nào khác được? Và bây giờ khi mình nhận thức ra rằng cái điều đó cực kỳ sai lầm, mình giết một chúng sinh nó nhỏ xíu như thế, nó bằng bắp tay thế này, nó lớn hơn nữa nó bằng cái lọ thế này, nó nằm như thế này, nó không tự vệ được, không kêu lên một đường tiếng nào hết, và không nói được một lần nào hết, và chưa bao giờ nó có mặt trong cái dạ con của mình á, nó làm cái điều gì ác cả. Tiền kiếp nó không biết làm sao, nhưng mà cái hiện kiếp nó nằm trong cái dạ con của người mẹ, nó không làm điều gì ác. Như vậy chúng ta giết một cái con người vô tội, một con người không thể tự vệ được,
không kêu lên được, không nói lên được, không ai bảo vệ được. Chúng ta có thấy mình ai không? Trong khi đó cái ngành sản hoa người ta nói rất là mỹ miều. Người ta không gọi cái đó là sát sanh, cái đó là giết người. Giết người này được luật pháp cho phép, người ta gọi là điều hòa kinh nguyệt. Và có khi ta hút ra từ một cái mà chúng sinh nó mới lớn về, nó kéo dài ra, có khi nó đã thành người, nó cắt đứt đoạn ra, nó chia ra từng phần. Có khi đem ra được ra thuốc dục, đem ra được nó thoi thớt như thế này, rồi cuối cùng nó chết. Chúng ta không thấy cái đó là thương tâm sao? Không thấy cái đó là sai thôi. Mà không phải phát hai lần thứ nhất, lần thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm, lần thứ mười mấy cũng là bình thường. Làm sao bình thường được? Làm sao mà cái người thầy thuốc là có thể đi ngược lại với cái lời thề khi mình ra trường? Lời thề mình ra trường là sau khi mình đào tạo, được đào tạo để học cái trở thành cái người thầy thuốc đó, là mình nguyện đem tất cả những cái năng lực mình có được để cứu sống cho cái sự sống của mọi người. Nhưng bây giờ mình dùng cái năng lực này để phá thai cho nhanh gọn thì đi ngược, phản bội cái lời thề, thì mình làm đúng hay là sai? Và tất cả từ cái ông thầy thuốc đến cái người mẹ mang thai đều biết rõ rằng cái hạt giống nhỏ, cái phôi nhỏ này, nếu mà để đúng 9 tháng 10 ngày nó thành một con người. Và ta phải diệt nó từ trong trứng nước. Có ác không? Mọi người hãy nói đi, hãy nhận thức ra đi, rồi mới biết phải sám hối như thế nào. Phải biết rằng là từ rày trở đi đó, mình phải làm gì để mình chuyển cái nghiệp này, để cho cái quả nghiệp mình nhẹ xuống. Phải có sám hối chứ, phải có làm điều thiện chứ, để hồi hướng cho những cái chúng sinh đó được cái phước. Và thấy vậy mình có lỗi không? Có thành tâm để xin lỗi không? Hay là nói mấy người toàn đặt ra để nói không, làm gì có cái tâm linh, chứ không có tâm linh. Nó chỉ có phôi chút xíu gì mà tâm linh gì. Kể cả bác sĩ vẫn nói như vậy. Nhưng mà khi chúng ta học, chúng ta hiểu rằng một cái sát na thôi mà tinh cha quyết mẹ gặp nhau, thì cái kiết sinh thức đó, cái thần thức đó, cái hương ấm đó, nó phối hợp, nó mới hình thành cái thai bào. Một sát na thôi thì 16 sát na sau nó đã có máy động, và nó đã hình thành một cái niềm khao khát sống của nó. Tức là cái tâm động tác của nó, cái tâm mà tạo tác về nghiệp của nó đã khởi sẵn rồi. Một giây đồng hồ 250.000 tỷ sát na, nhưng tinh cha quyết mẹ gặp nhau chỉ có một sát na thôi, thì cái hương ấm nó phối hợp. Đây là noãn, đây là tinh trùng. Khi tinh trùng nó xâm nhập vào được trong cái trứng, nó chưa thể thành cái thai bào, mà nó phải có một cái thần thức, một cái kiếp sống thức. Hay là nói khác hơn đó, một cái từ rất là dân gian đó, là dông. Nó phối hợp cái này lại thì cái sát na đó nó mới hình thành nên cái sinh của con người, tức là nó khởi động cái sự sống một chúng sinh. Vì vậy mà người Việt Nam chúng ta có hai tuổi, tuổi ta và tuổi Tây. Tuổi Tây là ngày hôm nay 15 tháng 7 má sinh ra đời, thì cái đứa trẻ này chào đời lấy giấy khai sinh ngày hôm nay. Nhưng mà cái sát na mà cái người mẹ hoài thai đó là cái lúc đó đứa nhỏ đã được sinh ra rồi. Thì gì không? Đã hiện hữu trên cõi đời này rồi, cho nên có hai tuổi. Cái tuổi chính xác nhất là tuổi Tây. Cho nên là ví dụ như cái đứa nhỏ này trên cái giấy tờ của nó là nó 15 tuổi, nhưng mà thật sự tuổi ta nó 16. Vì thấy rõ cái điều này thì nó sinh ra như vậy. Thì như vậy đó là nó đã có cảm nhận, nó đã sinh hoạt, nó hình thành một cái sự sống rồi.
Tại sao là chúng ta lại mờ con mắt heo, mà mắt heo, để nói rằng không có gì hết, không có gì hết, không có gì sắp sanh cả, thấy không? Không có, nó chỉ là điều hòa kinh nguyệt thôi mà, nó chưa thành con người mà. Ủa như nó đang phát triển 30 thành phần của nó. Nam nữ trong sát na đầu tiên biết rồi, các căn đã có hình thành rồi, cái dạng của nó ra sao là có rồi, tất cả hệ thần kinh của nó là có rồi. Tại sao chúng ta lại không dám nói sự thật? Và chúng ta không dám nói sự thật, đây là giết người hợp pháp và giết khủng khiếp, đứng nhất ở Đông Nam Á, ác nghiệp mà. Tại sao mọi người làm ác nghiệp mà lại là nói bằng những cái từ qua miệng, nói là khó khăn, nói là kinh tế gia đình, nói là hoàn cảnh, nó đủ thứ, nhưng có một cái câu nói mà người ta không có dám nói ra đó: tất cả vì chúng tôi chứ không phải vì cái sinh linh sắp ra đời này, vì để thuận lợi cho chúng tôi đây, những người làm cha làm mẹ đây, vì thuận lợi cho chúng tôi bắt buộc phải chấm dứt cái sự ra đời của con chúng tôi. Và chúng tôi có những người đồ tể được cho phép giết những đứa trẻ này bằng nhiều hình thức của y học, ác nghiệp mà. Vậy chúng ta có thấy mình có tội không? Có thấy mình có lỗi không? Có thấy mình có ác không? Chúng ta thấy người khác đó, thình lình mà chém người này chết, đâm người này chết, là chúng ta vừa sợ hãi vừa thương xót. Nhưng chúng ta đã làm công việc đó còn ác hơn, là vì cái người A này nó đâm cái người B, là người B nó còn chạy được, nó còn la lên được, nó còn kháng cự được, còn cái đứa nhỏ không kháng cự được. Vì thấy cái quả gì? Cho nên người đàn bà này có đứa con chết 1 tuổi chết yểu bởi vì cái quả nghiệp sát của nó. Mà cái người mẹ này có cái cộng nghiệp vô, không nhìn ra, cho nên đó là phản kháng lại bằng cách là ôm cái đứa nhỏ đi như vậy cùng khắp để mà xin được cứu sống con mình. Thì Đức Phật nói đây là cái luật chung mà, ai cũng phải chết mà, ta có thể khác thôi. Và khi cái người này đó nhận ra được cái điều này, nhận ra được này, thì Đức Phật sau đó mới rút cái bài giảng của mình thành cái câu kệ trong Kinh Pháp Cú 287 có nói nè: người tâm ý đắm say với con cái, với gia súc, tử thần bắt người ấy như lục trôi làng ngủ. Tất cả chúng ta thấy người khác chết, chúng ta nói không phải mình. Chúng ta thấy người thân của người khác chết, chúng ta nói không phải người thân của mình. Đến khi người thân mình mất, đến khi mình phải đối diện với cái chết, mình mới phát sinh lên cái sự đau khổ, mới phát lên cái sự sợ hãi, mà mình không biết làm sao phải tránh được. Như là cái quả nghiệp mà chúng ta phải tránh, như là cái lời khuyên mà hồi nãy trong cái câu hỏi đó, đó là cái con đường đúng đắn. Chúng ta giải quyết bằng con đường thiện, bằng con đường sai. Và cái nữa, nó còn có một cái con đường đi giống như cái người mẹ mà Kisa Gautama này đây đó, sau khi nghe Đức Phật giảng dạy vậy thì bà ấy xin phép được đi chôn cái đứa con của mình, và sau đó thì xin xuất gia vào trong ni rồi. Và bà coi như ngày đêm hướng về cái sự tu tập, bởi vì bà biết rằng chỉ có một cái cách mà ra khỏi những cái quả đau khổ của mình đó, là không có dừng lại ở những cái pháp như là tụng kinh, như là sám hối, như làm điều thiện, mà phải cao hơn nữa, cao hơn nữa là phải tu tập để thấy cái tâm của mình. Khi mình phản ứng trước tất cả những cái quả của mình thì mình phản ứng như thế nào? Đối với cái điều tốt là trúng số thì mừng lắm rồi. Hoặc là bây giờ tự nhiên đó là trong gia tộc có cái người ta báo lại, thường phát lại báo lại là hai ông bà này nhận được cái gia tài do một cái người bà con xa
Khi cái người này mất rồi không có ai thừa kế, nhưng mà trong cái di chúc có báo lại là sẽ cho hai người này. Thì vui quá vui rồi, con mình thi đậu, con mình được tăng chức, vui quá vui rồi. Thành ra với cái quả thiện, cái quả phước thì chúng ta tiếp nhận bằng quan hỷ, bằng vui vẻ. Nhưng mà với những cái quả mà bất thiện đây đó, thì chúng ta ứng xử như ba con cái đó vậy. Bây giờ đạo Phật chỉ thêm chúng ta nữa, và chúng ta hãy nhìn thấy tất cả những cái điều xảy đến cho chúng ta, chúng ta nên ứng xử để chúng ta thoát ra cái khổ. Và cái cách mà chúng ta thoát vĩnh viễn ra cái khổ đó là chúng ta đi vào cái con đường không những nhìn thấy cái nhân quả hiện ra trong đời mình, mà chúng ta còn thấy rõ cái tâm của chúng ta khi chúng ta ứng xử với nhân quả ra sao. Bởi vì khi cái tâm của chúng ta ứng xử ra sao, có nghĩa là chúng ta tiếp nối cái nhân quả này trong cái đau khổ, hay chúng ta gieo những cái hạt giống mới để cho chúng ta thoát khổ. Thì cái người phụ nữ đau khổ mà ôm con để tìm thầy cứu chữa đó, giờ đây đã trở thành một cái người đi xuất gia trong tăng đoàn của Phật. Và cái vị này đó, trong cái thời gian tu tập đó, thì cái vị này đó là một hôm đi lên trên cái chánh điện, rồi mới hồi xưa thắp cái ngọn đèn dầu, vị này quỳ xuống lại Phật, rồi nhìn cái ánh đèn nó chập chờn chập chờn, đốt một dải đèn nó chập chờn, cái thì sáng, cái thì nó tốt, cái thì nó không có rõ, cái nó sáng rõ, cái nó nhập nhè, rồi có cái nó đang sáng, nó chợt tắt. Và khi người này nhìn như thế thì người này đã thấy rõ được là con người ta đã sống đó rồi chết được, không có ai ra khỏi con đường này đâu. Và cái vị này khi nhìn thấy được cái đó thì cái tâm mình hốt nhiên nó giác ngộ, và vị này nó nhập vào trong cái dòng thánh. Thì cái khi đó Đức Thế Tôn đó ngồi ở trong cái hương phòng của mình. Thì như chúng ta biết là ngày nào Đức Thế Tôn cũng nhìn khắp nơi trong cái các cái cõi chúng sanh để biết rằng là cái người này ngày hôm nay trong cái giờ phút này cần cái sự tế độ, cần cái sự chỉ rõ của Đức Phật để mà nhập vào dòng thánh. Thì khi đó là Đức Phật mới dùng cái thần thông của mình đó để mà hóa diện thành cái quan ảnh của Phật, giống như Phật đứng trước cái người ni này. Và Đức Phật nói thế này: chúng sanh như ngọn lửa chợt sáng chợt tắt, chừng nào chứng niết bàn mới chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó dù chỉ sống trong khoảnh khắc mà chứng niết bàn còn hơn sống trăm năm mà không thấy biết niết bàn. Cho nên nói ai sống 100 năm không thấy pháp bất tử không bằng sống 1 ngày thấy được pháp bất tử. Như vậy chúng ta có con đường thoát khỏi những cái quả xấu của mình bằng cái con đường chúng ta đi vào tu tập. Bây giờ chúng ta nghe một cái câu chuyện thứ hai cũng trong Pháp Cú. Đó là câu chuyện về một cái người quá phụ giàu có. Hai ông bà, đây là gia chủ ở thành Xá Vệ, tên là Pahu Hút Thị Cá. Thì hai ông bà này rất giàu có và sanh được 7 người con trai, 7 người con gái. Hai ông bà cũng làm phước rất lớn, và hai ông bà là hai người Phật tử thuần thành. Khi cái ông gia chủ mất rồi đó, thì bà gia chủ này mới cai quản hết cái sản nghiệp và nuôi dạy 14 đứa con của mình. Cái khi 14 đứa con này đó thành lập gia thất rồi đó, thì các con nó mới nói với bà như thế này: bây giờ chúng con cũng đã lớn hết rồi, mà mẹ thì tuổi một ngày một già một yếu, tại sao mẹ lại còn phải cai quản một cái gia sản nhọc nhằn đến như vậy? Bây giờ mẹ chia hết cho 14 đứa con đi, rồi sau đó thì chúng con 14 đứa không lẽ không có đứa nào mà chăm sóc được cho mẹ sao? Chúng con sẵn lòng để mà
báo hiếu cho mẹ mà, làm sao mẹ phải nhọc nhằn như vậy? Thì bà nghe nói như vậy là phải mẹ, cho nên là bà phải chia hết cái gia tài đó cho 14 người con. Và sau đó khi bà đến cái gia đình của người con trai trưởng, bà tá túc ở đó, thì ở được mấy hôm thôi, thì con dâu nó nói thế này: mẹ hiền của con ơi, có phải mẹ nghĩ rằng đó là con trai trưởng của mẹ đó là nhận cái phần gia tài lớn nhất phải không? Cho nên là chúng con phải có cái bổn phận mà hầu hạ mẹ suốt đời phải không? Nó hỏi như vậy thì bà biết rồi. Tức là nó nói 14, cái gia tài này chia làm 14 phần bằng nhau. Tại sao mẹ tới đây ở, còn 13 người kia mẹ không tới ở? Nó nói khéo vậy. Thì bà mới ra khỏi cái nhà đó, bà tới cái người con thứ hai. Thì khi tới người con thứ hai, nó cũng nói văn nói vẻ để cho bà đi. Và cho tới đứa thứ 14 thì bà biết rằng chúng nó giống nhau hơn. Một mẹ nuôi 14 con được, nhưng 14 con không nuôi được mẹ. Tại sao vậy? Tại vì nó hướng về cái gia đình, chứ nó không hướng về mẹ nữa. Thì bây giờ mình làm mẹ mình nghĩ sao? Mình buồn chứ, mình buồn chứ. Rồi bây giờ chẳng lẽ mình nói á, bây giờ 14 đứa này đó, hồi đó tao chia cho mỗi đứa từ bay 100 lượng vàng, bây giờ mỗi đứa trả lại cho mẹ 5 cây vàng đi. Thì 14 đứa nhân ra mẹ cũng mua được cái nhà mẹ sống, rồi mẹ tự sống lấy một mình, mẹ không cần nữa, không có đứa nào trả lại đó. Không có đứa nào trả lại. Và mình phải giải quyết sao? Tự giận mà chết rồi. Không có. Bởi vì cái người này hiểu rằng là hết duyên rồi, hết duyên rồi. Ta nói hết duyên, ngẩn nhãn như kèo long đinh, nó rã rời rồi. Chồng vợ mà hết duyên là chia liệt, cha mẹ con cái hết duyên là chia liệt, bạn bè hết duyên là chia liệt, không thể níu kéo được. Nếu kéo có khi phải trả giá bằng cái chết, trả giá bằng nhiều cái đau khổ không thể nói được. Hết duyên là phải chia liệt. Có gào, có khóc, có than, có thở, có nói năng bất cứ gì đi thì nó cho là làm nhục nó, thì nó sẽ còn nói những cái điều đau đớn hơn nữa. Chồng vợ cũng vậy. Hết duyên rồi mà nếu như không chịu chia liệt có khi nó giết. Một cái ông đó là một giáo sư người Mỹ, dạy trong cái trường đại học là trưởng khoa. Người ta hết sức là tôn trọng và quý kính người này. Nhưng cái giờ phút cuối cùng bắt ra đó là ông đã giết 3 người vợ. Là vì ông không muốn ly dị tai tiếng. Ly dị phải chia tiền, chia của. Cho nên cái cách tốt nhất là cho cái người vợ chết. Và ông này tinh vi bởi vì ông là trưởng khoa mà. Cho nên là ông có một cái phòng thí nghiệm thuộc về quá chất. Thật ra khi ông giết người vợ ông chết rồi thì ông phân ra từng phần, rồi ông vô ông dùng quá chất đó, ông tiêu hủy luôn, thì nó đi vô cái khu vực mà cái hầm phế thải chết lần thứ nhất. Một người vợ thứ nhất. Người vợ thứ hai cũng chết y vậy. Người vợ thứ ba này có một cái điều rất là đặc biệt, là cái cô này rất là thương mẹ của mình, cho nên từ nhỏ tới lớn đó, là không có sống xa mẹ, mà họ có đi đâu mà xa mẹ thì nhất định một ngày phải có gọi một lần, nhất là ban đêm thì gọi để mà chúc mẹ ngủ ngon. Thì cái người con gái này đã 2 ngày rồi không có gọi cho mẹ, và tới cái ngày thứ 3 cũng không gọi cho mẹ, mẹ gọi không có bắt máy. Thì cái người mẹ này mới gọi cho người chồng của con gái mình. Thì người chồng mới nói rằng là con gái đi du lịch, đi theo cái nhóm bạn đi du lịch. Nhưng mà bà hồ nghi, bà biết rằng con bà du lịch bất cứ một cái nước nào đó thì buổi tối nó vẫn gọi điện thoại về chúc mẹ ngủ ngon.
Cho nên bà hồ nghi. Từ cái chỗ hồ nghi đó mà bà báo cảnh sát, và cuối cùng người ta bắt được cái người. Thì chúng ta thấy rằng là cái chuyện mà đã đến cái lúc mà cái duyên nó lậu nó hết rồi, mà bây giờ mình níu kéo đó, mình phải trả giá bằng cái chứ. Con cái cũng như vậy, tất cả đều như vậy. Chúng ta phải biết là cái duyên nó hết thì nó phải chia lìa, và mình tỉnh táo ra để mình biết rằng cái phần đời còn lại của mình, mình sống làm sao cho tốt đẹp nhất với mình. Cho nên con người ta sai ở chỗ đó là hướng về người khác, hướng về cái bên ngoài, và chờ và đợi ở bên ngoài này nè, người ta đem cái niềm vui đến cho mình. Trong khi tất cả những người bên ngoài này đó là quả của mình, nó có quả ngọt và có quả đắng. Chỉ có riêng nơi mình đó là mình có một cái nguồn vô biên của cái hạnh phúc. Đó là cái lòng từ bi của mình, đó là cái sự tốt đẹp của mình. Mình sống làm sao mà mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đó mình được thể hiện cái sự tốt đẹp của mình. Đó là cái nguồn hạnh phúc lớn nhất mà mình đã không có nhận ra. Thì cái người phụ nữ, người đàn bà quá giàu có này đây, giờ phút cuối cùng không phải ai lừa đảo cả, mà chính là cái lời nói ngon ngọt hiếu hạnh của con cái mình, mà mình chia hết 10 tài sản ra 14 phần, và nghĩ rằng 14 đứa cũng có một đứa nó nuôi mình. Nhưng mà tới đây biết rằng cái duyên chồng vợ thì chồng chết, là coi như cắt cái duyên rồi. Bây giờ 14 đứa con nó ứng xử như vậy, nó không phải là con mình. Vậy thì bây giờ mình điếu kéo, mình đeo đẳng để làm gì? Cho nên người này đó xin xuất gia vào trong nghi rồi. Và sau đó trong cái thời gian tu tập thì người này đó đã đặt cái đạo quả, ngày đêm và quyết tâm và tu tập. Thì con đường đó là cái con đường mà người ta chọn lựa để làm gì? Để cho cái tâm mình trong sạch, để tâm mình đã thiện lành, bây giờ đã thêm sáng suốt. Cho nên là khi mình thấy những cái quả bất thiện của mình không có ứng xử bằng cái thái độ bất thiện của mình, mà mình ứng xử bằng một cái thái độ trong sáng thiện lành, như nãy cái người này được hướng dẫn, mình sám hối, mình tụng kinh, mình làm cái điều thiện để mình giải trừ nó. Và hơn nữa bây giờ mình nâng cao cái đời sống tâm linh của mình. Mình làm sao mỗi một ngày mình dành cái thời giờ mình học giáo pháp, mình tu tập nhiều hơn, và mình nhận thấy rõ rằng hết duyên là phải chia tay. Không cưỡng cầu, không gượng ép, không nói cái này móc cái nọ để làm gì, không cần thiết. Quý vị thấy không? Có nhiều người đó chồng vợ không còn đủ duyên để sống với nhau, ta đi chuộc mùa, chuộc ngải, mùa yêu, mùa đương, rồi đủ thứ đấy. Sư cô gặp một cái người bà lấy chồng có 2 đứa con và sống chung trong gia đình chồng. Thì sau đó là cái người chồng có cái người khác, thì khi bà hay được thì buồn lắm, thì mới điện về Việt Nam, mới hỏi cái người chị của mình đó, bây giờ cái gia đình em vậy, bây giờ em tính làm sao? Thì người chị nói thu xếp về đây, chị có cách giúp chị. Thì thu xếp về đó, thì mới dẫn tới một ông thầy bùa. Rồi ông mới nói rằng đó là cứ đem cái bùa này về đó, để mà dán chỗ đó vậy đó, thì cái người chồng nó sẽ quay lại. Nhưng mà về dán rồi cũng không thấy cái hiệu quả. Thì bà chị đó, bà đến hỏi ông thầy. Ông thầy cũng nói là cái cô mà cái người chồng này theo đó, cô này đó là cái bùa ngải nó mạnh quá, cho nên phải về đây để ông cho nó mạnh hơn. Và như vậy nó cứ tăng lên, mà ông kia thì cũng vẫn vậy, còn cô này cứ chạy qua chạy lại. Thì cuối cùng đó là cô này khi mà cái đợt thứ 3 về đó là cô này mang thai.
Thì vợ chồng đã không có chung sống với nhau lâu rồi, ở chung như vậy, nhưng mà vì ổng có cái người khác cho nên là ổng không có quan hệ chồng vợ với người này. Bây giờ tự nhiên lù lù nó mang cái thai lên, thì cái thai này là cái thai của ông thầy bùa. Thì cái hậu quả nó xảy ra là chúng ta thấy rồi. Thì cái người chồng này nó nói rằng là người vợ này ngoại tình, chắc chắn đứa con này không phải của ổng. Giá nào cô muốn đi thử, đi xét nghiệm, đi gì đó thì không phải con của ổng. Thì cuối cùng tòa xử ly dị, mà cái phần phải về cái người chồng được nuôi hai đứa con, ông bà này bị đuổi ra với cái bụng bầu. Vì ở nước ngoài cho nên là người ta có trợ giúp cho bà sanh. Lúc sư cô gặp thì cái đứa con gái đó nó được 10 tuổi, nó được học lớp 10. Và cái đứa con nhỏ, đứa nhỏ đó rất là có phước ở chỗ là hai cái người anh của nó, tức là hai cái đứa con đầu của bà đó, thì nó rất là thương cái đứa nhỏ này, cho nên bà nó không làm ra tiền được nữa mà cứ ngẩn ngơ vậy đó, không có tỉnh. Sư cô đến thăm thấy rất là tội nghiệp, cái gì cũng sợ hãi hết. Thì chúng ta thấy cái gì, khi mà nó đã hết duyên rồi thì nó phải chia lìa. Bây giờ mình dùng bùa ngải, mình đi sửa sắc đẹp, mình làm đủ cả mọi thứ đó, nó tan rã thì nó vẫn là tan rã thôi. Phải thấy cái điều đó, phải chấp nhận cái điều đó để mà gìn giữ cho cái đời sống của mình tốt đẹp hơn. Ai biết bà đã rơi vào cái gì mình đâu có biết được, nhưng mà cuối cùng là không ngoại tình mà thành ra cái người ngoại tình. Cái người không có lỗi, cái người muốn hết sức mình để cứu vãn gia đình, nhưng chính lại là cái người phá hoại cho cái chuyện ly dị nó sớm hơn. Vì thế nó đi ngược lại, nó đi ngược lại. Cho nên là chúng ta chỉ đi bằng cái con đường thiện thôi, không có con đường nào khác hơn cả. Nên bây giờ sư cô xin đọc cái câu hỏi thứ hai. Con là một Phật tử ở tịnh xá trung tâm, con đi học kinh đã 8 năm rồi. Hồi con mới đi, khi con ra đường là con đã nghĩ tới tịnh xá. Lúc này thì con đọc kinh. Hồi con mới đi, khi con ra đường là con đã ngủ cho đến khi tới tịnh xá. Lúc này thì con đọc kinh cứ ngủ hoài. Bữa nào con đọc được kinh thì lòng con giống như con đã nhặt được vàng vậy. Còn ngày nào con bị ngủ thì con rất là đau khổ. Thì đây là cũng là cái quả nghiệp si mê. Cho nên là chúng ta thấy trong cái giới thứ năm nó có câu thế này, là giới thứ năm là con cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất sang. Sự dễ vui này là có nghĩa là buông thả, không có ý thức ra để mà kiềm chế, để mà làm chủ, để mà thu thúc. Cái thứ hai, uống rượu và các chất say, tức là khi chúng ta ăn uống bất cứ cái gì mà làm cho cái sức khỏe chúng ta tốt, làm cho cái trí chúng ta càng lúc càng sáng ra, càng thông minh ra, thì cái đó là chúng ta đi đúng đường. Còn chúng ta ăn cái gì, uống cái gì, ví dụ ham ăn quá, vừa ăn xong hai mắt mở không ra là chúng ta biết sai. Hoặc là chúng ta uống ăn cái gì đó mà một chập đó là chúng ta không phải là mình nữa, thì biết là mình đã quậy cái sự sáng suốt, quậy cái tuệ giác của mình. Thì tất cả những cái đó đều là những cái mà nó đưa tới cái hậu quả xấu cho mình, đó là chúng ta si mê. Hoặc là Đức Phật nói rằng là chúng ta không nên nấu rượu để bán cho người ta dùng. Còn bây giờ sản xuất ma túy thì chúng ta biết rằng cái ma túy đó nó quậy cái hệ thần kinh của người ta rất là nhanh chóng. Thì Đức Phật không có cho mình nấu rượu, trong khi cái người nấu rượu người ta nghĩ vậy. Mình cũng nấu rượu từ nếp ra, mình cũng nấu rượu từ gạo ra, nấu rượu từ bo ra. Thì mình nấu vậy đó, ai người ta dùng để người ta ngâm thuốc, người ta uống thì tốt cho sức khỏe người ta.
Người ta dùng cái rượu này để người ta tẩm ướp trong thức ăn thì người ta ăn nó cũng tốt thôi, đâu có gì đâu. Còn người ta uống rượu để cho nó ấm lên một chút thì cũng tốt thôi. Còn ai muốn say xỉn thì do người đó, chứ mình đâu có xúi đâu. Bởi vì mình bán mà, nên ai có tiền mày muốn uống bao nhiêu uống, xài bao nhiêu xài, xài tốt cũng được, xài xấu cũng được, là do cái người sử dụng đó, phải do mình. Cho nên suy nghĩ vậy mà tiếp tục mà nấu rượu để bán. Nhưng mà trong cái giới thứ năm này nè, trong nhà Phật có nói thế này, cái khi mình nấu rượu ra, người ta dùng rượu đó, người ta làm giấm, người ta làm rượu đó tẩm thức ăn, người ta làm rượu đó để ngâm vị thuốc mà ta xoa bóp cho nó đừng có đau, đừng có sưng nhức, thì cái lúc đó đó mình có phước. Nhưng mà một người mà nó sai xỉn á, nó về nó đánh đập vợ con nó, rồi nó phá tan quan cửa nhà, rồi nó bất hiếu với mẹ với cha nó, thì cái lúc đó là mình phải nhận cái phần ác nghiệp này. Và khi như vậy đó là giết vợ chết, con đỡ lại bơ vơ, rồi nó không có học hành được, rồi nó phải đi làm thuê làm mướn, hoặc là đi ăn xin nó sống, rồi sau này nó do nó không có được nuôi dưỡng đàng hoàng, do nó không giáo dục được, thì nó có thể sanh ra cái chuyện trộm cắp giết người. Thì cái ác nghiệp này mình đây phải làm. Và đó khi nó sai xỉn vậy rồi cái nó chết luôn, trong lúc nó sai, sai quá nó đúng vô nó chết, thì nó tái sanh làm súc sanh. Nhưng mà mình nó không có xúi nó làm cái điều đó, mình cũng không có yểm trợ cho nó làm cái điều đó, bởi vì mình không mua rượu cho nó uống mà, nó chỉ mua thôi. Nhưng mình có cái cộng nghiệp á, là mình phải bị xin. Cho nên quý vị đọc báo quý vị thấy nè, có những cái bà mẹ có con 5 đứa, thì lúc đầu cũng có đứa học hết cấp 2, có đứa học hết cấp 1, rồi sau đó nó cũng vẫn sinh sống bình thường. Nhưng mà lần được cái đứa này nó sốt lên một cái là nó bắt đầu nó bị thần kinh, là nó la lối, nó đánh đập, nó chửi rủa, rồi nó xé vườn xé áo. Đứa thứ hai cũng vậy, đứa thứ ba cũng vậy, năm đứa. Hỏi nghiệp này từ đâu ra? Nghiệp này từ trong giới thứ năm. Cho nên quý vị nhớ là mấy lần trước sư cô có giảng ở tại cái đạo tràng này, thì sư cô có kể cái câu chuyện cũng trong kinh Pháp Cú. Thì Đức Phật giảng pháp, thì ngài A Nan ngồi nghe, nhưng mà ngài A Nan có quan sát cái hội chúng. Thì sau đó ngài A Nan mới quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn, mới nói là bạch Đức Thế Tôn, cái pháp nhũ của Đức Phật ban bố ra đó thì như cái tiếng rống của sư tử, nhưng mà tại sao trong cái hội chúng mà có người mà nghe như vậy đó mà nó cứ ngủ gà ngủ gật hoài, có người thì nó cứ nhìn lên trời về hoài, nó cũng không có nhìn Đức Thế Tôn, không nhìn ai, nhìn trời hoài. Mà có người cái nó hết quò quẹ quọt quẹ, bên đây nó quò quẹ quọt quẹ, mà nó quay qua quay lại hoài, nó không yên, tại sao vậy? Nó không có ổn định gì hết, tại sao vậy? Mà sao lại có người thì đã học nghiêm túc đàng hoàng, sao cái hội chúng kỳ lạ như vậy? Cái lực của Đức Thế Tôn ban những cái lời pháp đó ra, nó làm cho người ta thức tỉnh. Mà tại sao những người này vậy? Vậy Đức Phật nói vậy, cái chúng sanh mà nó ngủ gà ngủ gật, trong lúc mà Thế Tôn giảng pháp như thế nó ngủ gà ngủ gật, là bởi vì nó có tiền kiếp, nó có 500 kiếp nó làm rắn, cho nên nó ngủ hoài. Còn có những chúng sinh mà Đức Phật giảng pháp ngó trên trời hoài gì đó, bởi vì tiền kiếp của nó có 500 kiếp nó làm chim tinh học, cho nên nó ăn no nó ngó trên trời, nó quan sát mấy cái gì sao trên trời, cho giờ ai nói gì nói nó cứ ngó lên trời. Rồi có những cái chúng sinh nó ngồi nó quay qua bên đây quay lại, nó làm không yên, bởi vì tiền kiếp nó có 500 kiếp làm khỉ, nó nhảy nhót không yên, bây giờ làm sao nó ngồi yên được. Có những cái chúng sinh nó ngồi nó tay chân nó cứ về hoài, nó cứ ngồi về hoài, nó lừng 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 hoài. Thì Đức Phật nói tại vì tiền kiếp 500 kiếp nó làm côn trùng, nó ở dưới mặt đất, cho nên nhoi 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 hoài, nó không có yên.
Còn cái người mà ngồi yên mà học hành đó, là bởi vì tiền kiếp người này là một Bà La Môn, những người Bà La Môn, người ta đã có tu học, và cái thói quen tu học đó, giờ đây người ta thấy cái gì thuộc về giáo pháp tâm linh thì người ta giống như là được cái nước cam lồ rót xuống, cho nên là ta nghe tới đâu ta quan hệ tới đó, nghe tới đâu ta thấy là cái thân tâm của mình nó mát mẻ, nó nhẹ nhàng lên. Cái đó gọi là cái tiền khiên tập, nó vẫn còn dư sót lại. Cho nên là khi mình bị ngủ hoài như vậy đó, thì một phần đó, nó có thể là do cái sức khỏe của mình nó có cái, có một cái bệnh gì đó chẳng hạn. Cái thứ hai là do mình lao lực quá sức, nó cũng đưa đến cái ngủ. Cái thứ ba đó là có khi mình vào mình nghe pháp, mình tụng kinh mình không hiểu, tụng là tụng vậy thôi, không hiểu, cho nên là một chập rồi thì nó rơi vô cái gọi là hôn trầm và thụy miên. Mình nghe pháp cũng vậy, khi mà mình không hiểu, không có cái lực hút đó, thì mình cũng rơi vào cái hôn trầm thụy miên. Cho nên bây giờ cái việc của mình làm, thứ nhất bất cứ mình làm cái điều gì mà mình biết rằng cái điều tốt, điều thiện, ví dụ như mình ở nhà đi, mình nấu cơm cho con cháu ăn, mình dọn quét nhà cửa, mình làm nhà tắm, nhà vệ sinh sạch sẽ đây nữa, nhưng mình làm với cái tâm phục vụ, không phải vì con cái, mà vì đây là sự tốt đẹp phải làm mà mình làm. Nhớ hai cái khác nhau, không phải vì con của mình, không phải vì cái nhà của mình, không phải vì người thân mình, cũng phải, mà mình làm bởi vì nếu không cái nhà nó dơ, nó sẽ sanh bệnh, nếu không có ở sạch sẽ thì nó không có cái sức khỏe cho mình. Vì cái điều lành, điều tốt mà mình làm thì cái đó là cái hạnh phục vụ để cho người khác được hưởng cái sự tốt đẹp đó. Thì mình nói là với cái tâm trong sạch mà mình dọn dẹp nhà cửa, làm cho trong ngoài trên dưới đều sạch sẽ hết đó, cầu cho con đó cũng lau sạch cái tâm của mình để con được sáng suốt. Mình đến chùa mình tụng kinh, hoặc ở nhà mình tụng kinh, hoặc mình đến chùa mình công quả, thì mình nói là với cái tâm trong sạch mà con làm công quả trong chùa đây, con lau bằng Phật, lau dưới bếp, con quét sân, hoặc con sạc gọt, hoặc phục nấu nướng vân vân, tất cả cái tâm trong sạch đó con đều làm cho trong ngoài được tốt đẹp. Và sắc gọt này đó, để mà nấu thức ăn đem lại sức khỏe cho bất cứ ai mà dùng cái thực phẩm này, thì với cái tâm trong sạch đó, con nguyện là chư thiên, chư Phật, chư thiên, chư Bồ Tát hộ trì cho con đó, được cái phước báo là được sáng suốt, trí tuệ được phát sanh. Và khi mà mình ngồi mà mình buồn ngủ, mình thấy rõ đang buồn ngủ, thì nó có lé ra chút, rồi nó lại buồn ngủ, rồi nó lé ra chút, buồn ngủ, rồi nó lé ra chút, rồi mình sẽ nói rằng thôi thì ngủ đi, về cái chiếc đó, thì nó chỉ ngủ chút xíu thôi, rồi mình sẽ tỉnh lại, rồi một chút xíu nó bị như vậy nữa, mình nằm yên như vậy, để chi? Để mình thấy rõ đang buồn ngủ. Và khi nó buồn ngủ chính nó trong ruột rồi, mình nói ngủ đi, tức là mình cho phép nó ngủ. Và mình có nói này, ngủ 5 phút thôi nha, đừng ngủ hơn nữa nha. Thì nhìn cái đồng hồ nè, còn 5 phút nữa là 4 giờ nha, ngủ chút xíu thôi nha. Thì từ từ cái tâm mình nó sáng ra. Vì để nhớ rồi, cái khi mình hành thiền mà mình để ý cái hơi thở ra vô ha, là cái tâm của mình nó an định. Rồi từ cái chỗ đó mình nói với cái tâm mình nó nghe, cái này là quý vị thực hành là được. Ví dụ như bây giờ sư cô hay làm vậy, ví dụ như hôm nay sư cô cũng ngủ 9 giờ và 3 giờ rưỡi dậy, thì sư cô nhìn cái đồng hồ, sư cô thấy bây giờ là 9 giờ, thì sư cô mới hành thiền để ý hơi thở ra vô thôi, thiền nằm thôi, thì sư cô mới nói là ngủ đi 3 giờ rưỡi sáng dậy, nói 3 lần như vậy, nói thầm trong tâm mình, rồi xong vẫn hành thiền, rồi sau đó đi vào giấc ngủ. Đúng 3 giờ rưỡi sáng con mắt mình tự động nó mở ra, còn ngủ tiếp thì không mà chưa biết nha, nhưng mà đúng giờ đó nó mở ra mắt ra, mình thấy chưa? Tập đi rồi mới thấy cái tâm mình sáng suốt, tập đi rồi mới thấy cái gì, thấy mình có thể dạy dỗ cái tâm của mình được, chứ không phải là không dạy dỗ được. Như vậy mình bị cái nghiệp ngăn che, là cái nghiệp nó buồn ngủ hoài đó,
thì mình có thể làm cho nó lóe sáng một chút, lóe sáng một chút, lóe sáng một chút. Mình làm bất cứ cái gì mình cũng đều nguyện cho mình được có trí tuệ sáng suốt. Mà không có cái gì quý hơn là trí tuệ. Duy tuệ thị nghiệp, trí tuệ làm cho mình giải quyết cái nghiệp còn mạnh hơn con cá thứ ba. Con cá thứ ba nó chỉ lựa cái thời cơ để nó tung mình, nó trở về cái dòng nước của nó. Còn chúng ta đây đó, không những chúng ta tung mình để ra khỏi cái rọ của cái khoan ghe, chúng ta rơi xuống cái dòng nước đó, nhưng mà chúng ta không thuận cái dòng nước, mà chúng ta ngược dòng lên tới thượng nguồn để chúng ta hưởng cái trăng. Bởi vì chúng ta biết thuận dòng theo cái dòng nước này thì nhân quả cứ thế mà luân hồi hoài. Còn chúng ta ngược lên cái dòng nước trong này nó rất là khó khăn. Bởi vì trong khi tất cả mọi người sống quanh mình đều hưởng hết mà mình không hưởng là mình lội ngược dòng đó. Tất cả ta đều ăn ngon hết mà, ăn thịt, ăn cá, ăn hải sản, ăn tất cả mà. Bây giờ mình chỉ là có rau luộc với đậu hũ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy cái món chay thôi. Có ăn thì cũng chỉ là giả chay thôi, thì cũng có lội ngược dòng đó chứ. Mà lội được thì thấy nó nhẹ rồi. Nó nhẹ gì? Nó nhẹ cái nghiệp sát. Không phải là ăn chay rồi thành Phật, nhưng mà ăn chay nó nhẹ được cái cõi nghiệp sát, nó nhẹ được phần nào hay phần đó. Bây giờ không phải tụng kinh mà thành Phật, không phải lại sám hối mà thành Phật, nhưng mà nó nhẹ được. Nó làm cho mình bình yên, mình bớt xôn xao. Thì khi mình bình yên lại thì sức khỏe mình tốt hơn. Mà khi bình yên lại thì cái tâm mình nó sáng suốt hơn. Rồi mình học kinh, mình hiểu kinh, mình hiểu, mình áp dụng được, thì mình mới tránh được cái nhân quả. Cũng như con cá thứ ba, nó hiểu được rồi thì nó lựa cái cách để nó làm mềm mại cái vấn đề. Thì mình thoát từ bước, thoát từ chút, chứ đâu có thể một số một chiều mà thoát ra được đâu. Không có dễ đâu. Cũng như bây giờ đó, người ta chửi mình, người ta đánh mình, mình muốn đi chỗ khác để mình tránh, nhưng nó nói không cho. Đúng đây. Nó hỏi nghe không? Nó nghe. Nghe lặp lại. Rồi nó phải lặp lại cái lời nó chửi mình, phải lặp lại cái lời sỉ nhục mình. Nhưng mà nếu mình không nói, nó đánh mình, nó giết mình, thì mình lặp lại. Nhưng mà lặp lại nó có nhiều cái thái độ để lặp lại. Lặp lại miễn cưỡng gì tích quý. Lặp lại ráng giữ bình tĩnh, nhưng mà trong lòng cái quốc hận nó lớn lắm. Cũng chết. Cho nên đó, trước khi mình lặp lại, mình nói là con xin sám hối tất cả cái điều ác mà cái người này đối với con đó, chính là cái hình ảnh sai lầm mà con đã tạo tác từ nhiều kiếp. Cho con lặp lại điều này cũng giống như là con đọc lại một cái đoạn trong phim mà thôi. Thì chúng ta lặp lại cái đoạn trong phim đó, bởi vì phim đó là chúng ta coi, chúng ta thấy, chúng ta nghe, thì chúng ta lặp lại, chứ chúng ta không dính vào trong cái phim. Quý vị hiểu không? Chúng ta không có cái hận thù, chúng ta không có cái đau khổ, mà cho chúng ta bình tĩnh, cho chúng ta sáng suốt, để chúng ta lặp lại cái đoạn phim này mà nó tha mạng cho thì mới thoát khỏi được. Rồi từ đó mới hiểu cái gì? Mới hiểu là nhân này đã hết, duyên này đã hết. Bây giờ không ra khỏi được cái nhà này, bởi vì chỗ đâu mà sống, bởi vì còn con, còn cái, còn gia đình, còn xã hội. Nhưng đâu có ai cấm cái suy nghĩ mình tách rời đó. Này, mình nắm cái tay người ta, mà mình nắm với thân ái pháp, mình nắm với ái dục khác, mà mình nắm chỉ để mà nắm thôi, nó khác. Đúng không? Cái tâm chúng ta đang lội ngược dòng. Cái tâm của con cá thứ ba này, nó đang muốn trở về cái chỗ mà nó được tự do tự tại.
Và khi ra đó nó lội ngược dòng về. Đó là con đường của nó đi, chứ không phải rằng nó ở lại trong cái nhân quả này để mình đã tiếp tục cái sự khổ đau. Khi thấy sai phải sửa đổi. Cái sai đó là cái gì? Là cái đau khổ mình phải tiếp nhận đấy. Tại sao mình phải đau khổ? Thế cái con cá thứ nhất á, nó cam phận, thôi kệ nó, nợ mà, trả hết cái kiếp này cho nó xong, thôi nó hành hạ cũng được, nó đánh đập cũng được, nó chửi bới cũng được, nó muốn cái gì cũng được, nó trả hết cái nợ rồi thôi. Đó là con cá thứ nhất. Nó gọi là nó thụ động ở trong cái số phận, nhưng mà nó cam chịu một mình, hết sức là đau khổ. Bây giờ cái con cá thứ hai nó phản ứng lại, không chấp nhận, ăn miếng thì trả miếng, ông ăn trả thì bà ăn nên, ông làm được tôi làm được, ông chửi tôi chửi ông được, ông quánh tôi được tôi quánh ông được, muốn cái gì giải quyết cái đó, coi ra sao thì đi. Thì nó phải tan nát hết. Cái đó mình giải quyết trong không sao. Bây giờ có người nói vậy, thôi thì nó làm gì nó làm, mình còn làm được cái gì tốt trong nhà này mình làm, kể cả tốt với nó luôn. Thì bây giờ mình nấu ăn mà cũng chừa cho nó ăn, rồi quần áo nó thảy ra mình cũng giặt, nó chửi thì mình làm thinh. Nhưng chúng ta xé cái trong tâm của mình thật là sâu đó, có chút nào mình buồn không, có chút nào mình ngậm ngùi không, có chút nào mình xót xa không. Nếu có thì cái lòng tốt của mình á, nó giống như cái viên kim cương mà nó có bỏ than, nó có pha lẫn như thế nào, thì mình chưa thoát được, chưa thoát được. Rồi bây giờ đó mình nói về thôi đâu còn cách nào nữa. Bây giờ người này là vì cha mình, vì người này là mẹ của mình, đâu có làm sao được. Vì cái người này là con của mình, đâu có làm sao được. Vì cái người hôn phối này bình thường nó cũng vẫn tốt, khi nó nổi điên lên nó mới ghê gớm thôi. Thì thôi phải chịu thôi chứ biết làm sao. Thì cái đó nó là cái con cá thứ nhất, mà nó có cộng với cái con cá thứ hai. Là cái con cá thứ hai này đó, là nó muốn phản ứng, nhưng mà vì lý do này, vì lý do này nó không phản ứng được, cho nên nó phản ứng ở bên trong, là nó vẫn đau, nó vẫn là xót xa cho cái thân phận của mình, mà không biết ngày nào mình mới ra được nữa. Nhưng mà con cá thứ ba nó nói thế này: cái gì có thể làm được để cuối cùng mình thoát ra thì hãy làm. Mình không coi cái người này là người hung phố của mình nữa, mình ứng xử như vậy đó, không coi nó là người hung phố của mình. Cái đứa con mà nó dữ dằn này đấy, nó không phải là con của mình nữa, nó không phải con của mình. Nhưng mà ngày nào nó có mặt ở đây, ngày nào cái người này còn ở chung với mình, thì mình cư xử tử tế. Tử tế trong phạm vi cho phép, chứ không phải là cung phụng nó để chờ một ngày nó hồi tâm, nó quay đầu trở lại mình. Khi mình chờ đợi nó hồi tâm, nó quay đầu trở lại mình đó, thì mình vẫn còn cái chữ ái nhiễm trong đó. Còn cái này mình không làm như vậy. Tôi có thể tốt ở cái mức độ nào mà tôi thấy tốt được, còn quá mức đó tôi không nói. Nhưng mà mọi người phải biết rằng chuyện này không bước qua cái giới hạn này. Bằng cách mình làm gì? Người ta nói mình tiếp nhận nó, nhưng mình sống hối liệu. Và
Thì cái tâm mình hướng về cái sự tu tập của mình, mình hướng về cái sự lộn dần dần của mình, người ta thấy mình không còn dính mình nữa. Con nó thấy là dẫu mình nói cái gì má mình không có dính tới mình nữa. Cái người hôn phối này thấy rằng có nói văn nào, vẽ nào, cách nào nữa, người này không dính tới mình nữa. Thì nó phải rã rời, nó phải tách ra thôi. Và như vậy mình chọn con đường của mình đi. Và sớm muộn gì mình cũng phải đi trong con đường đó mà làm cái tinh khiết cái đời sống nội tâm của mình. Và mình đi vào con đường mình thoát cái đau khổ, bởi vì mình không còn kết nối với những cái không thể kết nối. Bởi vì khi chúng ta có phước thì còn kết nối được, khi chúng ta hết phước rồi thì nó phải là không còn gì cả. Nhận thức ra điều đó là sự sáng suốt. Nguyện cầu ơn Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta được sáng suốt để sống an vui và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.